Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh và món quà mà bóng đá dành cho những người hâm mộ chính là trận chung kết của AFF Suzuki Cup năm 2008. Có thể nói là những ngả đường bóng đá khác nhau đã đưa Thái Lan và Việt Nam có mặt trong trận đấu cuối cùng tại giải lần này. Thái Lan với đẳng cấp và trình độ của mình đã không mấy khó khăn để đi đến trận chung kết. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam của tất cả chúng ta với sự kiên cường, tinh thần quả cảm và lòng chiến đấu tuyệt vời cũng đã đi đến trận chung kết của giải. Và bây giờ tại sân Ratchamagala sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển đã có rất nhiều những cuộc đọ sức với nhau trong những năm vừa qua là Thái Lan và Việt Nam, trận chung kết lượt đi của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2008. Trong trận đấu ngày hôm nay thì cao thủ Thái Lan ra sân với bộ trang phục màu vàng, trong khi đó thì cao thủ Việt Nam ra sân với bộ trang phục màu trắng. Và đây cũng là màu áo mà chúng ta đã sử dụng trong trận bán kết lượt về tại sân vận động quốc gia của Singapore, trận đấu mà chúng ta đã vượt qua Singapore với tỷ số 1-0 và qua đó có mặt trong trận chung kết này. Vừa rồi là lễ trao cờ của hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan. Thái Lan để có mặt trong trận chung kết ngày hôm nay, họ đã vượt qua Indonesia sau hai lượt trận với tổng tỷ số 3-1. Còn Việt Nam chúng ta đã giành được một chiến thắng có thể nói là kỳ diệu trước cầu thủ Singapore với bàn thắng duy nhất của Quang Hải trên sân vận động quốc gia Singapore. Được chơi trong trận lượt về trên sân nhà là một lợi thế đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng vấn đề là đội tuyển Việt Nam cũng cần phải tạo ra cho mình một kết quả có lợi ở cuộc đối đầu ngày hôm nay. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam ra quân với thủ thành áo số 1 Dương Hồng Sơn, các cầu thủ số 4 Lê Phước Tứ, số 5 Nguyễn Minh Châu, số 7 Vũ Như Thành, số 9 Lê Công Vinh, số 11 Lê Quang Cường, số 14 Lê Tấn Tài, số 16 Huỳnh Quang Thanh, số 17 Nguyễn Vũ Phong, số 21 Nguyễn Việt Thắng và số 22 Phan Văn Tài Em cũng là người mang băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Còn trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn vào lúc này là đội hình xuất phát của đội chủ nhà Thái Lan. Chân dứt khung thành của Thái Lan trong trận đấu này không phải là Kittisak Rawangpa mà là thủ môn mang áo số 18 Kosin. Số 2 của Thái Lan ở trận đấu này là Surisukha, số 4 Cholatit Jantakam, số 6 Natapol Phanrit, số 7 đội trưởng Dasakon Thongrao, số 10 Tirasin Dangda, số 12 Natapong Samana, số 14 Tirathep Winothai, số 15 Surasukha, số 17 Suti Suksamkit và số 19 Phichifong Choichiu. Đây là ông Peter Red, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan, để công hiến cho khán giả ở trong một ngày có nhiều ý nghĩa như thế này. Hiệp 1 của trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup năm 2008 giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã được bắt đầu. Và trong hiệp 1 của trận này thì cao thủ chủ nhà Thái Lan là những người chân dứt khung thành ở phía bên tay phải. Màn ảnh nhỏ quý vị và các bạn. Rồi là một tình huống phóng thành công của Như Thành. Đã sẽ con thông lao rất nguy hiểm. Hoàn hồ Dương Hồng Sơn, một tình huống cứu thua xuất thần của người chân giữ khung thành đội tuyển Việt Nam. Đó là pha bóng mà Suti Suksamkit vẫn nguy hiểm như thường lệ khi anh có mặt trong khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam. Cùng xem lại tình huống này, lại thêm một đường truyền của thông lao. Hồng Sơn quá nhanh ở trong pha phản xạ vừa rồi. Và chúng ta cũng đang rất mạnh dạn ở trong việc triển khai đợt tấn công dành cho chính mình. Tấn Tài rất tốt, đánh đầu, tỷ số là 1-0. Bàn thắng của Vũ Phong thật tuyệt vời. Vào rồi. Đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay tỏ ra là một đối thủ rất khó chịu khi chúng ta ngăn chặn thành công những tình huống tấn công trong khoảng 30 phút đầu tiên của hiệp đấu. Đội tuyển Việt Nam thường bất ngờ tăng tốc và trong tình huống vừa rồi thì bàn thắng đã đến với đội tuyển Việt Nam. Lại thêm một đường truyền rất vừa tầm nữa. Chúng ta cùng xem lại đường truyền này. Tấn Tài đã có một đường chuyền bóng đi ngang ngực và Vũ Phong đã chạy cắt mặt và đánh đầu treo góc làm tung lưới khung thành của Kosin. Đây là một khoảnh khắc mà tất cả người Việt Nam đã chờ đợi ở trong những cuộc đọ sức với Thái Lan. Không có nhiều khi mà chúng ta ghi bàn để dẫn trước Thái Lan và hy vọng rằng đây sẽ là bàn thắng để giúp cho Việt Nam giành được chiến thắng. Vâng, Vũ Phong trong trận đấu với Malaysia anh đã có một đôi chân bằng vàng, nhưng ngày hôm nay thì Vũ Phong lại có một chiếc đầu bằng vàng. Dấu ấn mà bàn thắng của đội tuyển Việt Nam có được thực tế đến rất nhiều từ dấu ấn chiến thuật mà huấn luyện viên Enrique Calisto chỉ đạo các học trò. Vũ Phong đã xuất hiện như một tiền đạo ảo. Cơ hội! Việt Thắng! Việt Thắng ơi! Ghi bàn đi! Cơ hội! Không thể tin nổi! Công Vinh đã có mở bàn đầu tiên! Công Vinh và 2-0 cho đội tuyển Việt Nam!
Công Vinh đã không ghi bàn trong những trận đấu tại giải đấu lần này. Có lẽ anh chờ đợi để ghi bàn quan trọng trong trận đấu ngày hôm nay. Giấc mơ đang đến với người Việt Nam và cơn ác mộng đang thuộc về rất đông các khán giả Thái Lan có mặt tại Ratchamakala. Trong trận đấu với các cầu thủ Singapore thì Quang Hải đã là ông già Noel, nhưng ngày hôm nay 11 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là những ông già Noel. Quá tuyệt vời. Việt thắng đã rất đồng đội. Đó là một sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc của Việt thắng. Anh có thể sút, nhưng giải pháp tốt nhất trong tình huống này đó là một đường chuyền ngang dành cho Công Vinh trong một tư thế không ai bị kèm. Việt thắng đã làm tất cả những gì khó nhất và mọi việc với Công Vinh thật đơn giản, đó là ghi bàn thắng. Vâng, đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ áo trắng của chúng ta đang duy trì được cái đầu lạnh và trái tim nóng. Cái đầu lạnh đã được thể hiện trong pha xử lý bình tĩnh vừa rồi của Việt thắng. Các cầu thủ Thái Lan vốn rất mạnh ở những tình huống bình tĩnh, những pha xử lý lạnh lùng, nhưng điều đó đang được chuyển cho các cầu thủ Việt Nam. Không thể tin nổi, thú thật là ngay cả những người rất yêu mến đội tuyển Việt Nam và rất lạc quan cũng không thể ngờ nổi khi một chưa kết thúc, các cầu thủ của chúng ta đã dẫn trước đội tuyển Thái Lan. Tiếng còi của trọng tài Krishnan đã vang lên. 45 phút đầu tiên, 45 phút đầy mơ mộng và có nhiều chất thơ dành cho đội tuyển Việt Nam đã kết thúc. Dù nhiều cầu thủ đã gặp phải những chấn thương trong những tình huống như vậy. Không có bàn thắng, hoan hô Hồng Sơn. Lại một lần nữa Hồng Sơn có sự phản xạ tuyệt vời. Vẫn đang là các cầu thủ áo vàng có bóng, khá nguy hiểm. Như vậy thêm một lần nữa thì lưới của thủ môn Dương Hồng Sơn đã bị rung lên. Nhưng nhìn vẻ mặt này của Tirasin Dangda thì chúng ta đều hiểu rằng bàn thắng đã không được công nhận. Có lẽ là như vậy. Tirasin Dangda theo xác định của các trọng tài đã dứt điểm trong tư thế việt vị. Một tình huống tương đối nhạy cảm. Ở góc quay vừa rồi thì có vẻ như là Tirasin Dangda chưa mắc lỗi việt vị. Nhưng sau thì bàn thắng cũng không được công nhận và đó mới là điều quan trọng. Rất có thể đêm nay ở Bangkok và trên đất Thái Lan sẽ không còn những giai điệu rộn rã của những bản nhạc Giáng sinh nữa. Như vậy là bàn thắng đã đến với cầu thủ Thái Lan. Peter Reed đã cho thấy được sự chính xác của mình trong việc thay đổi người. Rangsio vừa được tung vào sân đã ghi bàn. Hồng Sơn ở tình huống đó đã rất nỗ lực cản phá ở tình huống đầu tiên, nhưng bàn thua vẫn đến với cầu thủ Việt Nam. Chúng ta đang được xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng của Ronachai Rangsio. Một đường chuyền rất tốt từ bên phía cánh phải, từ bên phía cánh trái, từ Natafong Samana. Và trong tình huống đó thì Ronachai đã có mặt ở đúng vị trí. Anh đã chọn điểm rơi rất tốt và có một cú đánh đầu hóc hiểm làm tung lưới khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. Cú đánh đầu phá bóng vừa rồi là của Phước Tứ. Bây giờ sẽ cần phải có sự thay đổi người. Sự thay đổi người sẽ có tác dụng làm giảm bớt đi sự hưng phấn đang lên cao từ phía các cầu thủ Thái Lan. Và khoảng thời gian mà Minh Đức vào sân để thay người cũng sẽ giúp cho Hồng Sơn, Phước Tứ, Như Thành cùng với rất nhiều những cầu thủ Việt Nam khác lấy lại được sự bình tĩnh và tự tin họ đã duy trì được rất tốt ở trong trận đấu này. Nhìn về mặt của Hồng Sơn thì tất cả đều hiểu là anh đang rất tập trung. Không vào! Hồng Sơn vẫn duy trì được sự nhạy cảm của mình mà như tôi đã từng nói. Nếu như các cầu thủ Thái Lan tung ra cú dứt điểm thì anh cũng ngay lập tức đổ người. Trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam, Hồng Sơn cũng đã phản xạ rất tốt và chúng ta chỉ thua bởi một chút thiếu may mắn. Và bây giờ thì nó đã vang lên rồi. Chiến thắng 2-1 trong trận chung kết lượt đi đã dành cho đội tuyển Việt Nam. Đêm Noel là đêm thường được chứng kiến những điều kỳ diệu. Và tại Bangkok trên sân vận động Ratchamakala,
đội tuyển Việt Nam đã làm nên một điều kỳ diệu khi vượt qua đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1 để sẵn sàng nghênh tiếp đội bóng này trong trận lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vâng, từ Ratchamakala, từ Bangkok, ở Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh và ở rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, tôi có cảm giác là đang được nghe những âm thanh Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam và chiến thắng. Chúng ta đã chiến thắng trong một trận đấu có lòng quả cảm, sự chính xác trong những toan tính chiến thuật và sự kiên cường ở trong từng pha cản phá. Xin được chúc mừng Enrique Calisto, xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các cầu thủ Việt Nam đã có mặt trong trận đấu này. Có lẽ ngay cả Sitabi cũng phải dành những lời khen ngợi dành cho vị đồng nghiệp Enrique Calisto và các cầu thủ Việt Nam. Đêm nay tại Bangkok, dù trận đấu kết quả cuối cùng vẫn chưa được xác định, nhưng chắc chắn nó sẽ không có những âm thanh rộn rã của những bản nhạc Giáng sinh, sẽ chỉ có một sự im lặng. Và chúng ta cùng chờ đợi màn trình diễn thuyết phục trong trận chung kết lượt về. Những khoảnh khắc không thể nào quên, những khoảnh khắc mang tên vũ phong, mang tên công vinh, và đó là những khoảnh khắc chiến thắng dành cho các cầu thủ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh tuyệt vời mà chúng ta vừa được thưởng thức lại cũng khép lại phần bình luận buổi tường thuật trực tiếp trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup năm 2008 của chúng tôi.